Sao con lại về giờ này? Đã có ai điện thoại cho con chưa hả mẹ? Chưa. Mà con hẹn ai đấy? Con hẹn Bảo Trung 10 giờ sáng nay gọi điện cho con. Chưa. Chưa thấy ai gọi đâu. Alo, Quỳnh Chi nghe đây. Quỳnh Chi đấy à? Bảo Trung đây. Bạn hẹn mình thi xong sẽ báo một tin quan trọng. Bây giờ thì nói đi. Thế Trung đã thi xong chưa? Xong rồi. Chiều qua là môn cuối cùng. Kết quả thế nào? Khá chứ? Điểm luận án chưa công bố, nhưng mình tin là không có gì đáng tiếc. Các môn đều đạt điểm tối đa. Thế thì tuyệt vời. Xin chúc mừng Trung. Đã có kế hoạch bao giờ về nước chưa? Có lẽ còn lâu đấy. Hôm qua giáo sư hướng dẫn tiết lộ mình có thể được giữ lại để làm tiếp bằng tiến sĩ. Thế ý định của Trung thế nào? À, mình đang định xin chỉ thị của Lệ Chi. Alo? 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 Quỳnh Chi, có nghe mình nói không đấy? Alo? Alo? Quỳnh Chi đây. Thế Trung đã nhận được thư của Lệ Chi chưa? Chưa. Ở nhà có chuyện gì thế? Nói cho Trung biết ngay đi. Trung ơi, có lẽ Trung phải về ngay đi. Về càng nhanh càng tốt. Chắc sự có mặt của Trung lúc này mới làm thay đổi được tình thế. Trời ơi, nhưng mà xảy ra chuyện gì? Tại sao bạn không nói ngay đi? Bà làm trò quái quỷ gì thế? Lệ Chi sắp lấy chồng. Lấy chồng, Trung hiểu chưa? Lấy chồng. Nếu Lệ Chi đã quyết như vậy thì mình còn về làm gì nữa? Trung ơi, xin đừng oán trách gì Lệ Chi. Phải coi như Lệ Chi đang gặp tai họa. Lệ Chi chịu sức ép từ mọi phía. Bạn bè chúng mình hết cách rồi. Chỉ hy vọng sự có mặt của Trung thôi. May ra... tình yêu của Lệ Chi, tớ sẵn sàng làm tất cả những gì tớ có thể. Nhất ông đấy. Ơ, hình như Quỳnh Chi đi trước mặt mình kìa. Đâu? Kìa kìa. Quỳnh Chi. Hai anh đi đâu thế này? Hôm nay là ngày... Bọn mình đợi Quỳnh Chi mãi. Sao Quỳnh Chi... Em là họ nhà gái cơ mà. Chiều đưa dâu đến, bọn em sẽ ở lại. Mà hai anh đi đâu bây giờ? Đi lấy hoa cô dâu. Hoàng muốn tự tay mình chọn từng bông một để tặng Lệ Chi đấy. Anh Hoàng thì chu đáo nhất rồi. Thôi, hai anh đi đi, em đến nhà Lệ Chi đây. Em đến giúp Chi đi. Anh muốn mọi việc phải thật chu đáo. Thôi, bọn anh đi nhá. Đi nhá.
thế à? Dạ, sao bây giờ cháu mới đến? Lệ Chi mong cháu mãi. Cháu ăn uống gì chưa? Có ca mổ đột xuất nhưng cháu không đến được. Lệ Chi trang điểm xong chưa? Chắc xong rồi. Cháu có đó, để bác bảo em nó dọn. Thôi, cháu không ăn đâu ạ. Để cháu lên với Lệ Chi. Ừ, cháu động viên nó giúp bác. Nó chỉ nghe mũi cháu. Vâng. Trời ơi, xinh quá. Sao bây giờ mới đến? Quỳnh Chi giận mình lắm phải không? Không. Thế thì sao bây giờ mới đến? Mình bận một việc. Việc gì? Có thể là Chi không đồng tình, nhưng mình thấy cần thiết phải làm và đã làm. Việc gì vậy? Cậu chưa nên biết thì hơn. Đẹp hết ý rồi đấy. Chỉ cần lúc chụp ảnh em mỉm cười một chút là được. Em cảm ơn chị. Không biết lúc ấy em có cười được không? Chị về nhé. Vâng, em chào chị. Vâng ạ. Sao thế Lệ Chi? Mình biết cậu không muốn nhưng đã quyết vậy. Giờ thì ván đã đóng thuyền. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui của bố mẹ. Lệ Chi đừng nghĩ ngợi gì nữa. Hãy làm cho các cụ vui vẻ, an lòng. Quỳnh Chi, mình chán lắm. Mình không thể dối lòng được. Thôi được, mình sẽ cố. Mình chỉ mong Quỳnh Chi cố làm sao cho Bảo Trung hiểu và thông cảm cho mình. Cậu không phải dặn, mình có bổn phận là phải làm tốt việc đó. Mình sẽ nhớ các bạn lắm. Muốn đi chơi với nhau chắc cũng khó. Thế là hết một đời con gái. Gớm, làm gì đến nỗi thế? Mẹ anh Hoàng không ưa mình. Hay nói đúng hơn là không thích cái nghèo của mình. Mình chỉ lo không thích nghi được với lối sống của nhà Hoàng. Ông thấy không? Nếu như mình không tự tay chọn thì làm sao được bó hoa đẹp như thế này? Tất nhiên rồi, nhiều chọn lâu quá đấy. Nhanh lên, 12 rưỡi rồi đấy. Hả? Muộn thế rồi cơ. Rót nước đi cháu. Mời các bác tự nhiên ạ. Dạ vâng. Mời bác xin miếng bánh. Dạ vâng, bác cứ để mặc vào chỗ này. Dạ mời bác ạ. Bác độ này vẫn khỏe chưa ạ? Vâng ạ. Sao giờ này vẫn chưa thấy họ sai người bác nhỉ? À, chắc là có chuyện gì đấy. Hay là xe trục trặc cái gì đấy. Hoàng có nói thay đổi giờ đón dâu không cháu? Sao giờ này vẫn chưa thấy nhà cha đến xin dâu? Bác lò quá. Con cũng không thấy Hoàng nói gì cả. Lúc 11 giờ còn thấy Hoàng đi lấy hoa. Bây giờ đã là 3 giờ rồi. Hay là có chuyện gì xảy ra? Nghe nói bà ngoại Hoàng không được khỏe. Bác đừng lo, để con vào gọi điện thoại xem sao. Ừ. Dạ, để mời các bác xơi nước ạ. Vâng. Alo, bác Hà đi ạ. Cháu Quỳnh Chi đây. Hả? Quỳnh Chi đây à? Bác ơi, sao giờ này vẫn chưa thấy nhà trai sang xin dâu ạ? Bác cũng sốt ruột lắm. Thằng Hoàng nó cứ đòi đi lấy hoa cưới. Đến giờ này vẫn chưa về. Nếu Hoàng nó về, bác sẽ cho xe sang đón dâu ngay. Ờ, thế nhé. Chào cháu. Lạ thật. Vâng, hôm nay tôi được nhiều quá rồi. Thế nào con? Có chuyện gì thì cũng phải cho người đến báo chứ. Chỉ thế nhà trai, dù muốn làm gì nhà gái cũng phải theo à? Để con sang tận nơi xem sao. Ừ, con đi hộ bác nhé. Có gì bác tin ngay cho gia đình biết. Vâng.
Con nắng nhỉ? Báo gì nhỉ? Ở đây, cô Quỳnh Chi về rồi kìa. Thế nào Quỳnh Chi? Thế nào rồi con? Thế nào cháu? Bác ơi, không xong rồi bác ạ. Sao? Cứ bình tĩnh, nói cho bác nghe nào. Chị giúp việc bên đấy kìa. Trời ơi, sao cơ sự lại xảy ra thế này? Mà tại sao không có ai đi lấy hoa, lại để thằng Hoàng đi? Trời ơi, con tôi rồi sẽ ra sao đây hả trời? Cháu có biết cụ thể mức độ tai nạn thế nào không? Người đàn ông bị anh Hoàng đâm ngã, lại bị chiếc ô tô tông vào, vỡ đầu gãy chân, đã được đưa vào viện cấp cứu nhưng khó qua khỏi. Anh An bị thương nhẹ thôi, công an đã đưa về quận để khai báo. Thế còn thằng Hoàng thì sao? Anh Hoàng thì chưa biết cụ thể thế nào, công an đã báo để gia đình đi tìm. Chúng tôi suốt đời ăn ở nhân đức lương thiện, sao trời lại bắt con tôi phải chịu cảnh này? Thôi, mẹ đừng khóc nữa. Cơ sự đã thế này, mẹ cứ cho người đưa con về nhà anh Hoàng. Đã cưới thì phải đưa dâu, dù không có người đón, con cũng phải về để lo cho gia đình nhà anh ấy mới phải đạo. Dạ, bác Hùng là người cao tuổi nhất trong họ nhà ta. Xin bác chỉ cho chúng em biết nên làm như thế nào bây giờ. Trước bản dân thiên hạ, con Chi đã là dâu con nhà người ta rồi. Đưa đón chỉ là lễ nghi. Nay vì tai họa xảy ra, cũng có thể châm trước. Có lẽ làm theo ý cháu là hợp tình hợp lý đấy. Cháu là bạn thân nhất của Lệ Chi, kẻ cũng như con cái trong nhà. Cháu nghĩ như thế nào, cứ mạnh dạn nói ra. Dạ, cháu... Cứ nói đi con. Dạ, cháu nghĩ như ông vừa nói, và ý của Lệ Chi là phải đạo làm người. Nhưng do hoàn cảnh nhà mình thì hai bác cũng biết đấy, mẹ của Hoàng không đồng ý. Sở dĩ vẫn tổ chức đám cưới là chiều theo ý của Hoàng. Dạ, nhưng biết đâu vì sự cố đó mà mẹ Hoàng có cớ thay đổi. Dạ, ta cũng nên tính cả điều ấy ạ. À, con nói cũng phải lắm. Hoàng bây giờ chưa biết trốn ở đâu, họ hàng đang chia nhau đi tìm. Ta tự ý đưa dâu đấy mà không có người đón thì tránh sao khỏi tai tiếng cho hai bác và Lệ Chi ạ. Ôi, khổ thân con tôi. Dạ, cháu nghĩ là hai bác nên đến bàn bạc với gia đình anh Hoàng xem nên làm thế nào. Nếu họ đồng ý đón thì cử một đại diện nhà trai đến rồi ta hãng đưa dâu về ạ. Còn nếu hoãn thì Lệ Chi cứ ở nhà, hàng ngày đến thăm non gia đình anh Hoàng như người thân bạn bè thì không ai trách được ạ. À, con nói phải lắm. Vậy thì ông đưa tôi sang ngay bên ấy đi, còn đợi gì nữa? Thôi, bà cứ ở nhà, để tôi đi ngay bây giờ. Để cháu đưa bác đi ạ. Không, con cứ ở nhà, Lệ Chi đang rất cần con lúc này. Đừng buồn nữa Lệ Chi ạ, mình nghĩ mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Bây giờ mình không biết nên buồn hay nên vui nữa. Mình hy sinh tình yêu để làm vui lòng bố mẹ, vậy mà mình linh cảm mọi việc sẽ rất tồi tệ. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đời người ta tránh sao khỏi những điều không thỏa ý. Nhưng biết đâu trong cái họa có cái may cũng nên. Mình xin lỗi, mặc dù lúc đầu mình phản đối đến cùng quyết định của cậu, nhưng thực lòng lúc này mình cầu mong cho đám cưới được tốt đẹp. Sao cái số mình lại khổ thế? Không biết giờ này Bảo Trung đã nhận được tin chưa? Chắc là Trung oán hận mình lắm.
đời mình coi như là hết rồi. Phủi phủi cái mồm cậu đi. Đừng nói gở như thế. Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi. Dạ, mời ông vào ạ. Vâng. Xin chào ông Thành ạ. Chào ông. Mời ông ngồi. Chúng tôi phải xin lỗi ông bà bên đó. Chuyện xảy ra đột ngột quá, chúng tôi không biết xoay sở như thế nào. Mong ông bà thứ lỗi. Chị Nhu đâu? Lấy nước mời khách. Vâng ạ. Chúng tôi vừa về đến nhà. Hiện nay vẫn chưa biết tin tức gì về cháu Hoàng cả. Chúng tôi cũng không trách cứ gì ông bà. Chuyện xảy ra như sét đánh ngang tai, không ai có thể bình tĩnh được. Chúng tôi đến đây chỉ muốn... Chị để đấy rồi đi ra ngoài kia. Dạ. Kẻ ăn người ở là chúa hay hóng hớt kháo chuyện chủ. Không chừng chuyện nhà mình đã bay về quê nó rồi cũng nên. Dạ thưa, xin ông cứ nói tiếp, chúng tôi xin nghe đây. Thưa ông bà, danh chính ngôn thuận thì cháu Chi đã là dâu con của ông bà, nhưng vì chưa được đón về nên chúng tôi sang đây muốn xin ý kiến ông bà xem nên như thế nào thì hơn. Thế ý ông bà bên ấy định thế nào? Nếu ông bà đã coi cháu là dâu con trong nhà thì xin cho người sang đón cháu về, trước hết để việc cưới xin được trọn vẹn, sau nữa cháu Chi được thực hiện bổn phận dâu con với ông bà và chia sẻ số phận với chồng. Thưa ông, lý thì như thế, nhưng tình thì... Cháu Hoàng gây tai nạn đã bỏ trốn, hiện nay chúng tôi cũng chưa biết tìm cháu ở đâu. Nếu chẳng may người bị nạn mà có làm sao thì cháu Hoàng sẽ bị xử tội nặng. Nay đón cháu Chi về, e rằng làm lỡ dở cả đời cháu. Chỉ bằng ông bà cứ để cháu ở nhà chờ tin tức ra sao đã. Nếu cháu Chi có lòng với cháu Hoàng, xin cứ chờ đợi. Mọi việc xong xuôi, chúng tôi sẽ đến đón cháu Chi về. Mong ông bà thông cảm. Hiện nay chúng tôi chẳng có lòng dạ nào mà đưa đón ai cả. Bà nhà tôi là lo cho sự lỡ dở của cháu Chi vì cháu Hoàng đã phạm tội. Thôi, mọi việc cứ như vậy đã. Sau này công việc ổn thỏa, chúng tôi sẽ xin thưa lại chuyện với ông bà và sẽ để cho cháu Chi quyết định. Ông bà đã cho ý kiến như vậy thì tôi sẽ về nói lại cho mẹ con cháu biết. Vâng. Chỉ xin ông bà có tin tức gì của cháu Hoàng thì cho chúng tôi biết tin sớm ạ. Vâng, chúng tôi sẽ xin thông báo ngay, quyết không để sai sót như vừa rồi. Vâng, thôi chào. Vâng, ông bà. Chào ông. Tiễn ông lại nhà. Người ta thì lo cho con mình, sao lúc nào bà cũng cong cứng trịch thượng như vậy? Lo cho con mình hay là lo cho con người ta không được hưởng cái gia tài này? Bà thì lúc nào cũng nghĩ đến tiền đến của. Không có tiền thì chắc con Chi nó có để cho cưới không? Ông thừa biết là nó chẳng yêu gì con mình cả. Đã biết vậy, sao bà vẫn thuận tình cho cưới? Đấy là tôi chiều theo ý bố con ông thôi. Còn riêng tôi thì... Mà ông thấy không? Cái tướng nó là tướng sát chồng hại con. Chưa đón nó về mà đã thế. Đón nó về rồi á thì chắc thằng Hoàng nhà mình chết bất đắc kỳ tử ngoài đường ngoài chợ. Bà chỉ giỏi tưởng tượng. Bà xem tướng nó hồi nào mà bà nói. Con ruồi bay qua tôi còn biết con đực con cái, chẳng mù mờ như bố con ông đâu. Phải, bà thì giỏi rồi. Không giỏi mà bố con ông được như thế này à? Mình muốn con Chi về nhà họ, vì dù sao cũng đã cưới xin, nhưng họ không cần. Họ bảo họ sợ con Chi bị lỡ dở nếu thằng Hoàng bị tù tội. Đợi mọi việc ngã ngũ rồi, tùy con Chi quyết định.
ý của họ cũng tốt thôi, nhưng mà nghe cái giọng kênh kiệu của bà ta ấy mà, tôi không thèm nói thêm gì nữa. Như thế con mình càng đỡ khổ. Nhưng tôi vẫn áy náy lắm. Mình đã gả bán cho họ, nay con họ gặp nạn, đáng lẽ mình phải đưa con mình sang để lo lắng cùng họ mới phải chứ. Đằng này lại sang hỏi ý kiến nên họ mới dỗi. Thế bà còn muốn gì nữa? Tôi đã phải thân hành sang hỏi mà họ chưa muốn đón thì tôi còn biết làm thế nào? Mày mà mình chưa đưa con mình sang, chứ đưa sang mà họ không nhận thì thật là xấu hổ. Là tôi cũng thương thằng Hoàng, nói vậy thôi. Tôi biết ông làm như thế là đúng rồi. Bà thấy là đúng thì đừng than thở nữa. Chị à, con cứ bình tâm ở nhà. Khi nào tìm thấy thằng Hoàng thì con đi lại thăm nom cho phải đạo. Vâng, con hiểu ạ. Có thật là mình buồn đến thế không? Quả thật là mình có yêu Hoàng. Đám cưới này là do mẹ mình và bố Hoàng sắp đặt. Mình phải vâng lời mẹ để mẹ trả nghĩa ông Hà đã kêu mang nuôi bà ngoại, và cũng vì tình cũ nghĩa xưa của hai người. Nếu đám cưới không thành, mình phải vui mới đúng chứ. Tất cả tâm hồn, trái tim mình đã thuộc về Bảo Trung. Bảo Trung làm sao có thể thông cảm và tha thứ cho sự phản bội? Trời ơi, đây là chữ hiếu không tròn, chữ tình không vẹn. Vì sao họ nỡ đối xử với con mình như vậy? Bà Hà đã đành, bà vốn không ưa cái nghèo của nhà mình. Nhưng còn ông Hà, ông ấy quá biết vì tình mà mình cố ép con bé, mong cho hai gia đình thành thân. Hay bà Hà đã biết chuyện ngày xưa của mình với ông Hà mà ghét bỏ Lệ Chi? Nếu đúng như vậy thì mình đã hại con mình rồi. Cháu đem tin mừng đến cho hai bác đây ạ. Tìm thấy thằng Hoàng rồi hả các cháu? Dạ chưa, nhưng nạn nhân đã tỉnh, chỉ bị gãy đùi và khâu vài mũi ở đầu, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. An được tha rồi bác này. Thế là may mắn quá rồi. An đấy à, cháu về bao giờ? Dạ 12 giờ đêm hôm qua cháu mới được thả. Nhưng mà làm sao lại xảy ra như vậy? Tại Hoàng chọn hoa lâu quá, đến lúc xong sợ muộn giờ đón dâu nên phóng vội. Chúng cháu vừa ở nhà Hoàng đến đây. Ông Hà bảo chúng cháu đến báo tin cho hai bác đỡ lo. Ông còn bảo nạn nhân là người nhà của bà Hà gian cưới Hoàng nên cũng dễ thương lượng. Ôi, thế thì phúc đức quá. May mà có tổ tiên phù hộ. Lệ Chi đâu hả bác? Em nó ở trong buồng. Các cháu vào nhà đi. Dạ. Bây giờ điều cấp thiết là phải tìm cho được Hoàng, để Hoàng ra tự thú cho nhẹ tội. Lệ Chi có biết liệu Hoàng trốn ở đâu không? Trong số bạn bè chúng mình chỉ có nhà Lương ở ngoại thành, nhưng hiện nay Lương đang công tác ở Sài Gòn. Liệu Hoàng có về đấy không? Cũng có thể. Hôm nọ mình với Hoàng tới nhà Lương chơi, Hoàng khen mãi khu nhà mát mẻ và yên tĩnh, còn đùa với mẹ Lương xin nghỉ tuần trăng mật ở đấy. Ừ, đấy cũng là một khả năng. Bây giờ chúng mình đến nhà Lương, sau đó đến nhà bạn bè khác. Đúng 12 giờ, tìm thấy hay không cũng hẹn về đây. Đúng đấy, chúng ta đi ngay thôi. Ừ. Cháu đi đây bác ạ. À. Cháu đi, đi chị nhá. Đi ạ. Cháu chào bác. Chào bác. Đi nhá. Thế là mừng rồi. Nạn nhân không chết lại là người nhà, ông Hà sẽ giải quyết gọn thôi. Thật phúc đức cho nhà ta. Chuyện của con không bị lỡ giờ, mẹ như chút được gánh nặng. Bây giờ chỉ cầu mong sao chóng tìm được thằng Hoàng. Chuyện Hoàng có bị tù hay không bị tù con không lo, con chỉ lo không chịu nổi bà Hà. Sao con lại nghĩ thế? Bà Hà chỉ có mỗi một mình thằng Hoàng, bà ấy hẳn phải yêu nó, ắt phải đối xử tốt với con dâu.
Tuy bà ta nhỏ nhen, cố chấp, hợm của, nhưng là người có học, con đừng quá mặc cảm. Ôi, học hành gì cái bà ấy, vốn xuất thân từ buôn bán hàng khô, gặp thời phất lên, lẻ được ai, chứ tôi thì có lạ gì. Kệ họ, cốt sao con mình về làm dâu, có nhà cao cửa rộng, có kẻ hầu người hạ, lại chẳng sướng à? Công an có truy tìm tớ không? Không, mọi chuyện ổn cả rồi. Nạn nhân không chết, mà chính là anh Tấn, anh họ cậu ở quê ra chứ ai. Trời, lúc ấy mắt mũi mình tối sầm, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy toàn máu. Làm thế nào bây giờ? Cậu nghĩ chạy xuống nhà anh Lương đây thì trốn được pháp luật à? Tớ hoảng quá, tưởng anh ấy chết, gia đình họ sẽ chẳng tha mạng. Phải về ngay đi, không mọi người nhà lo. Mà bố cậu nói rằng cậu phải ra tự thú ngay thì mới dễ dàng xếp. Sao con không báo tin về cho gia đình biết? Con xin lỗi bố mẹ, con đã làm cho bố mẹ và Chi lo lắng. Nhưng mà sự việc đến bất ngờ quá, khiến con mụ hết cả người. Nếu ngồi sau xe anh không phải là An mà là vợ anh thì anh cũng mụ người rồi bỏ chạy à? Thả lỗi cho anh, không bao giờ anh để xảy ra chuyện này nữa. Chị ơi, mẹ xin con, cũng là cái vận hạn nên mới xảy ra như thế. Mẹ ơi, cũng là cái vận hạn, mình người ta mới khinh mình phải không mẹ? Con chưa biết điều gì đã xảy ra, nhưng chắc rằng vì quá lo sợ nên mẹ con đã có điều thất thố với bố mẹ. Con xin thay mặt mẹ con xin lỗi bố mẹ. Có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Mẹ anh đã xử sự đúng nguyên tắc của bà, dâu chưa đón thì chưa phải là con. Vì vậy tôi không có trách nhiệm gì cả. Chị ơi, thôi các con đừng có giận nhau nữa. Được như thế này là đại phúc rồi. Chuẩn bị cơm nước rồi các con đưa Hoàng ra trình diện, để họ truy tìm càng thêm khó khăn đấy. Sao nó ngu thế? Nó không về nhà để bố nó đưa đi trình diện để đỡ phải bị giam giữ không? Bây giờ thì biết làm thế nào? Đời thằng con trai mà chưa chị đã đắm đuối về nhà vợ, rồi thì chẳng ngẩng đầu lên được đâu. Dạ thưa bác, lỗi là ở chúng cháu. Chúng cháu sợ để lâu tội càng nặng, nên đưa Hoàng ra trình diện ngay. Và bác trai chả bảo là càng nhanh càng tốt là gì ạ? Và lại khi bác trai về, bác tớ xin tha cho Hoàng cũng được ạ. Cô ơi, cô còn trẻ người non dạ, cô chưa biết hết ngóc ngách sự đời. Khi chưa có tờ giấy tạm giữ thì việc chạy trọt dễ như trở bàn tay. Nhưng khi giấy trắng mực đen rồi thì có chạy cũng tắt mồ hôi. Một lần nữa, chúng cháu thật lòng xin lỗi bác. Chúng cháu cũng chỉ vì... Dù sao thì bác cũng rất cảm ơn các cháu. Các cháu đã lo lắng đi tìm Hoàng giúp hai bác, không như nàng dâu yêu quý của bác, chẳng nhòm ngó gì tới gia đình nhà chồng cả, mà lại còn lo dở dang. Bác ơi, bác nhầm rồi. Bác nhìn người chẳng nhầm bao giờ cả. Can ngăn, bảo ban mãi thằng Hoàng cứ khăng khăng không chịu nghe, bây giờ nó mới sáng mắt ra. Bác thật sự chỉ mong muốn có một nàng dâu đoan trang như Quỳnh Chi. Nhà nào đại phước mới đón được người như cháu về làm dâu đấy. Bác nhầm rồi ạ. Cháu là bạn thân của Lệ Chi, làm gì cháu chả biết tính nết của nó. Nó nghèo như xử sự biết điều. Dạ, không như cháu, ỷ mình giàu có, con ông cháu cha. Cháu nhờ nó mà bỏ đi được tính kiêu căng đấy ạ. Dạ, thưa bác đã cưới được nàng dâu hoàn hảo nhất đi ạ.
làm sao bảo Trung về không cho ai đi đón cả. Hành tung bí mật cứ như là hoạt động tình báo. Tháng qua lương vắng nhà nên không biết đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Em phải điện gọi bảo Trung về đấy. Em cứ y hệt như hồi phổ thông, tự cho mình phải có trách nhiệm với tất cả mọi người, đâu cũng xông vào, việc gì cũng đứng ra gánh vác giải quyết. Nghĩa là vẫn chứng nào tật nấy chứ gì. Này, ngán rồi phải không? Cho Lưu giữ lại lời cầu hôn đấy. Không phải là ngán, mà là lo. Lo gì? Ơ kìa, bảo Trung ra rồi đấy. À, Trung. Khỏe chứ, Quỳnh Chi? Dạ. Nào, để mình xách cho. Con ra chỗ khác cho bố mẹ nói chuyện nha. Vâng ạ. Thưa ông bà, nếu không có sự cố xảy ra thì cháu Chi đã là dâu con của chúng tôi rồi. Nhưng việc xảy ra làm đám cưới không được trọn vẹn, làm cho cả hai gia đình lo lắng mất vui. Nay mọi việc đã ổn thỏa. Dạ, hôm nay vợ chồng chúng tôi tới thưa lại chuyện với ông bà. Và nhà tôi đã đi xem ngày. Chủ nhật tới là ngày tốt. Vợ chồng tôi xin làm mấy mâm cơm đón cháu Chi về để cho cháu được hạnh phúc trọn vẹn. Thưa ông bà, ngay hôm xảy ra sự cố, chúng tôi đã định đưa cháu Chi về bên ấy cho công việc được trọn vẹn, để cháu Chi được chia sẻ với gia đình. Nhưng ông bà lại dạy là cứ cho cháu Chi ở bên này để giải quyết ổn thỏa, rồi việc sau này sẽ do cháu Chi quyết định. Tôi đã chuyển ý kiến của ông bà tới cháu. Vậy xin phép ông bà cho chúng tôi hỏi ý kiến cháu đã. Dạ thưa ông bà, chúng tôi có nói vậy thì cũng là cái lẽ thường tình thôi. Nhưng xem ra cháu Chi không phải là người như thế. Cháu là người chọn tình vẹn nghĩa. Việc đón cháu về bên nhà chắc cũng là thuận lòng cháu thôi. Vâng, cũng có thể là như vậy. Nhưng chúng ta là những bậc cha mẹ, nói lời thì phải giữ lấy lời. Vậy ông bà cho chúng tôi hỏi lại cháu, rồi sẽ thưa chuyện lại. Vâng, vậy cũng được. Cũng chỉ là hình thức thôi mà. Vâng. Để cho cháu nó thấy ý kiến mình được tôn trọng. Mình có ý kiến gì không? Tôi người đây cũng chỉ là hình thức thôi mà. Ông bà đã nói vậy thì chúng tôi xin lĩnh ý. Xin kính chào ông bà. Chào ông. Vâng, chào ông. Làm sao mà ông căng thẳng thế? Thế bà không nhìn thấy thái độ của bà ta hay sao? Có. Nhưng đáng lý ra ông phải cố nhịn để sau này con nó dễ cư xử. Lại Chi đâu? Dạ. Ra đây con. Con đã nghe hết câu chuyện rồi chứ? Nhưng chắc con chưa nhìn thấy thái độ của bà ta phải không? Dạ, con đã thấy tất cả. Thế bây giờ ý con thế nào? Con cũng chẳng biết phải như thế nào nữa. Con không nên cố đấm ăn xôi. Bố biết con không yêu thằng Hoàng. Ấy chết, sao lại bàn thế? Dù sao đám cưới cũng đã tổ chức rồi, bây giờ họ sang có lời xin đón con mình về. Làm như thế thì chính mình là kẻ bội ước chứ đâu phải họ. Tôi với bà thật là hồ đồ nông nổi. Còn Chi nó sẽ sống như thế nào? Đã không có tình yêu, lại luôn bị mẹ chồng khinh rẻ coi thường, thì ngôi nhà đó có khác gì địa ngục. Bây giờ thì còn trông chờ vào tình yêu cuồng si của thằng Hoàng. Nhưng có thằng đàn ông nào chấp nhận việc vợ không yêu mình? Tan vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian. Thả chấm dứt ngay bây giờ cho đỡ khổ. Trời ơi, chồng đỡ nói gở, độc mồm độc miệng đến như vậy. Hay là
ông vẫn đố kỵ chuyện ông Hà có tình ý với tôi trước đây. Mấy chục năm tôi ăn ở có điều gì không vì chồng vì con mà ông đã nói những lời vô tình đến như vậy. Bố mẹ ơi, lỗi là do con nhu nhược nên bố mẹ phải đau lòng. Việc đã lỡ rồi, con xin gánh chịu. Con cũng không còn mặt mũi nào nghĩ đến Bảo Trung nữa. Ông thấy không, nhà họ cố tình trả đũa mình. Vào nhà, tôi thoáng thấy con Chi, nó trốn vào buồng lánh mặt. Rõ ràng là nhà họ sắp đặt bắt mình phải cầu cạnh. Người ta nuôi con hơn 20 năm trời, phải có cái giá của nó chứ. Giá cái con khỉ. Như vậy là không biết người biết ta, hiểu chưa? Chính bà, không biết người biết ta thì có. Bà cứ làm như giàu có là có quyền khinh rẻ mọi người. Tôi chẳng khinh ai, tự sự đời nó thế. Nhưng của cải địa vị làm người ta cao giá hơn. Không muốn bị khinh rẻ thì cứ giàu sang đi, ai cản. Em chào các anh chị ạ. Ôi, Ngân đây rồi. Chào em. Vào đây em, tình hình sáng nay thế nào? Dạ. Anh Trung, may mà anh về kịp. Chị Chi khổ lắm, anh đừng trách chị Chi nhá. Không, anh Trung không trách chị Chi đâu. Em nói cụ thể đi, sáng nay thế nào? Họ sang xin, định ngày đón chị Chi về. Thế ý chị Chi thế nào? Họ định ngày chủ nhật, nhưng bố em bảo phải hỏi chị Chi đã. Vì thái độ của bà Hà nên bố em giận lắm, bà chị Chi nên hối hôn. Thật không? Thật mà, bố em bảo nên chấm dứt ngay cho chị Chi đỡ khổ. Thế mẹ em bảo sao? Mẹ em không đồng ý, bảo nếu làm như thế thì mình là kẻ bội ước. Ý chị Chi thế nào? Chị ấy bảo việc đã lỡ rồi, chị ấy xấu hổ không dám nghĩ đến anh. Đấy mới là điều quan trọng. Các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ hoài công vô ích. Ý chị đã quyết. Có lẽ tốt hơn chẳng nên làm điều gì cản trở tới hạnh phúc của chị. Có thật Trung nghĩ thế không? Trung cấp tốc trở về chỉ để đóng vai một người tình cao thượng à? Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thái độ của Trung có hai cách giải thích. Một là Trung chưa hiểu rõ những trớ trêu của Lệ Chi. Hai là tình yêu của Trung đối với Lệ Chi cũng thật đáng ngờ. Bà là người hiểu rõ tình cảm của mình mà còn nói thế à? Mình biết làm gì khi đám cưới đã được tổ chức? Vẫn có cách, nhất là bây giờ chúng ta có thêm một đồng minh. Bọn mình đã bàn tính kỹ lắm rồi. Đấy là cách tốt nhất để mọi việc trở nên rõ ràng. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu sẽ... Các anh các chị định làm gì ạ? Em cứ yên tâm, việc của em là giữ kín mọi chuyện, không cho ai biết là anh Trung đã về, kể cả chị Chi, rõ chưa? Vâng ạ. Em ơi, cho mình ly nước cam nhá. Có việc gì mà hẹn người ta ra đây thế này? Có phải nhờ đi ngắm váy cưới không? Việc đấy sẽ nhờ nhưng chưa phải lúc này. Có việc gì mà cứ lấp la lấp lửng,
làm người ta sốt hết cả ruột. Bọn này muốn dành cho Lệ Chi một sự bất ngờ thú vị. Gì mà bí hiểm thế? Nhưng Lệ Chi phải hết sức bình tĩnh. Lệ Chi, Chi, bọn chúng giở trò gì với em? Không, không, buông ra, buông tôi ra. Chi, sự có mặt của tôi đã làm cản trở đến hạnh phúc của cô ấy. Các bạn bố trí để tôi gặp mặt cô ấy làm gì? Trung xuất hiện đột ngột quá làm Chi bị sốc. Chi vẫn nhắc đến Trung luôn ấy mà. Nhắc đến mà làm gì? Cô ấy hoảng sợ, né tránh tôi. Chẳng lẽ tôi kinh tởm đến thế cơ à? Cậu đừng tự dằn vặt mình như thế. Cậu nên thông cảm cho Lệ Chi. Cô ấy trong thời gian vừa qua đã phải chịu quá nhiều sức ép. Thế là hết. Hết thật rồi. Khuya rồi, bà đi ngủ đi. Tôi ngủ yên thế nào được? Có mỗi một việc Sang hỏi con ấy là từ chiều tới giờ chưa về. Chúng nó đi chơi với nhau thì sao? Nó về đấy. Bố, mẹ. Lại say khướt thế này. Làm thằng đàn ông thì phải cứng cỏi lên. Buông thả như thế này chẳng tốt đẹp gì đâu. Thì bố bảo con phải làm gì ạ? Con cũng đang chán lắm rồi đấy. Sao lại chán à con? Nó không cho đón vào ngày chủ nhật phải không? Lý do của nó thế nào? Chẳng có lý do gì cả. Cô ấy đi với cả Bảo Trung. Bảo Trung là thằng nào? Là người yêu cũ của cô ấy. Bây giờ thì ông đã trắng mắt ra chưa? Nó bôi do chát chấu vào mặt con mình, thế mà chịu nhục được à? Bà cứ từ từ đã nào. Thằng Bảo Trung đi học nước ngoài kia mà. Hay là anh say khướt, nhìn gà hóa quốc. Bố thì có bao giờ tin con đâu. Khi con đến thì cô ấy chuẩn bị đi. Con hỏi thì cô ấy bảo đến tối sẽ trả lời. Sinh nghi con đi theo thì phát hiện ra cô ấy hẹn hò với Bảo Trung ở ngoài quán. Muốn chú lộn chồng đến thế là cùng. Chưa về làm dâu mà đã lăng nhăng. Rồi thì sau này nó bán cả cái nhà này đi cho dai cũng chưa biết chừng. Bà thì lúc nào cũng sồn lên. Phải bình tĩnh xem xét thế nào đó chứ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ông thì lúc nào cũng bình tĩnh. Vậy thì theo ý ông bây giờ xử lý như thế nào? Thằng Hoàng đã chứng kiến tận mắt, chứ chẳng phải nghe ai nói lại mà bảo hồ đồ. Con Lệ Chi trông thấy thằng Hoàng mới bỏ chạy. Không có gì khuất tất thì vì gì phải thế? Bà cứ hay suy diễn. Để xem. Không xem xét gì nữa.
hối hôn, bắt nó đền bù tất cả mọi tốn kém trong ngày cưới, kể cả vụ tai nạn. Sẽ tính sổ hết. Sau đó bảo con mụ sợi đánh cho một trận, rồi xé tan nát quần áo ra, xem nó còn dám nhìn ai nữa không nào. Thôi tôi xin bà, việc hối hôn thì tùy, nhưng còn việc đền bù thì họ lấy đâu ra tiền mà đến. Mà cũng vô lý, vụ gây ra tai nạn là do con mình chứ đâu phải là họ. Nếu không vì đám cưới thì sao con mình phải gánh tai họa ấy. Việc thuê người đánh tôi thấy không nên, nó tàn ác quá, sẽ vi phạm pháp luật, gây rắc rối to. Ông thương chúng nó à? Không có tiền thì bán nhà đi mà đền, còn pháp luật ư? Đánh nhau 3 tháng tù là cùng chứ gì. Tôi sẽ trả cho con mụ sợi 3 triệu một tháng, nó sẽ xin lĩnh thêm mấy án nữa. Ông hiểu chưa? Thôi tôi xin bà. Thế bà không thương thằng Hoàng à? Nó rất yêu con bé đấy. Yêu? Ông để tôi xử lý vụ này, cho nó vác chiếu ra ngoài đường mà ở. Ông đừng có cản tôi. Có việc gì thế ông? Bà mẹ thằng Hoàng vừa cho người mang bản thỏa thuận hối hôn sang và đòi bồi hoàn các khoản trong đám cưới đây này. Họ còn chừa chữ ký cho bên nhà mình. Sao lại vô lý như thế được? Cỗ nhà trai thì nhà trai ăn, mình có ăn đâu mà họ đòi. Người của họ nói rằng vì mình đồng ý cho cưới nên họ mới phải chi phí các khoản đó. Đây này, lễ ăn hỏi gồm 2 chai rượu, 2 cây thuốc lá, 2 cân mứt sen, 500 quả cau, 20 người phục vụ. Tính gọn lễ ăn hỏi là 1.500.000 đồng. Còn đây nữa này, 100 mâm cỗ là 40 triệu đồng, 10 triệu đồng mua sắm đồ cưới, 5 triệu đồng bồi thường tai nạn xe máy, các khoản khác là 10 triệu đồng, tổng cộng là 65 triệu đồng. Ui, trời ơi, họ đã chơ cháo đến mức này á, thì dù có phải bán nhà đi để mà đền, tôi cũng chấp nhận. Không được, tôi sẽ đưa việc này ra chính quyền. Không thể để họ muốn làm gì thì làm như thế này được, họ còn coi mình ra cái gì nữa. Ông ơi, đưa ra chính quyền thì xấu mặt con gái mình trước. Mình phải giữ thể diện cho gia đình mình và cho nó nữa chứ. Chỉ bằng mình cứ ký quách đi cho nó xong chuyện, rồi tính xoay tiền sau vậy. Giỏi lắm, các chú giỏi lắm. Phen này nó sẽ khổ nhục với ta. Thưa chị, phải dùng đến biện pháp tàn bạo đấy ạ. Tàn bạo à? Dạ. Rất tốt. Này, các chú về đi. Khi nào cần, chị sẽ gọi nhé. Dạ, em xin ạ. Em về ạ. Đi. Con ơi, cái đồ không đáng để cho con phải đau khổ đến thế đâu. Mẹ đã rửa nhục cho con rồi đấy. Thôi thôi thôi, con xin mẹ, mẹ đừng động đến họ nữa. Tại sao? Vì con còn yêu Chi. Ngay cả lúc nó làm nhục chúng ta, ngay cả trước mặt con, nó xà vào lòng thằng đàn ông khác. Con biết, con đã nhìn thấy tất cả, nhưng con vẫn yêu Chi. Con đã chịu nỗi nhục bị phản bội, vì thế con càng phải quyết đấu để không bị mang tiếng là một thằng đàn ông yếu hèn. Được, mẹ sẽ có cách thỏa mãn ý muốn của con. Chào ông bà, chào các cháu. Chào ông. Chào bác ạ. À. Cháu chào bác ạ. À. Chào ông. Thưa ông bà, tôi không ngờ nhà tôi lại làm như thế. Tôi thành thật xin lỗi ông bà. Sự việc nó đã như vậy, tôi cũng không biết làm như thế nào.
Thôi thì ông bà quyết định thế nào tôi xin nghe. Chúng tôi xin dành quyền hối hôn cho bên nhà. Ông bà công bố thế nào cũng được. Còn cái khoản tiền bồi thường mà nhà tôi đòi, xin ông bà cứ nhận đi, cho yên chuyện. Ông bà đừng quá lo, tôi đã có cách. Đây là số tiền 5.000 đô. Ông bà nhận cho rồi chuyển cho bà ấy, để bà ấy đỡ gây rắc rối. Xin ông hiểu cho, chúng tôi không thể nhận được. Chúng tôi chỉ muốn mọi việc chấm dứt, không để lại nợ nần ân nghĩa nào nữa. Ông có lòng tốt thì chúng tôi xin cảm ơn. Chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ, nhưng xin ông miễn cho chúng tôi việc nhận số tiền này. Xin ông bà hãy nghe tôi nói. Tôi biết gia đình ta rất khó khăn, và lại việc đòi bồi hoàn của nhà tôi là hoàn toàn vô lý, nhưng tôi không ngăn cản nổi. Ông bà cầm hộ tôi số tiền này và chuyển giao cho bà ấy, thì có phải ông bà lấy tiền của tôi đâu, mà trái lại, ông bà đã giúp tôi giữ thể diện gia đình. Xin ông bà hãy dẹp yên chuyện này đi. Có như vậy tôi mới dám gặp lại ông bà. Ông đã nói vậy thì chúng tôi xin nghe lời ông. Quả là chúng tôi đang rất lúng túng về những đòi hỏi của bà nhà, mà đem ra chính quyền thì cháu Chi không tránh khỏi những điều thị phi. Bảo Trung định bán hàng hóa của cháu để thu xếp, nhưng chúng tôi cũng chưa nhận. Ông bà làm thế là phải. Đây là chuyện riêng của hai gia đình chúng ta, đừng để cháu Trung phải lo toan. Như vậy sau này cháu Chi có làm dâu bên ấy cũng không bị tai tiếng. Dạ vâng, cảm ơn ông. Mời ông xơi nước. Vâng. Mời ông bà. Thôi, xin phép ông bà tôi phải đi họp. Khi nào ông bà định sang tôi thì báo cho tôi biết trước. Dạ vâng ạ. À, ông bà nên mời một đại diện chính quyền cùng đi để họ làm chứng. Vâng. Vâng. Tôi đi. Chào bà. Chào ông. Chào bác ạ. Bày vẽ làm gì? Người đời người ta đàm tiếu thấy mệt ra. Còn nghĩ cũng phải. Nhưng sao cả ngày nay không thấy Quỳnh Chi nó đến? Hay là nó quên sinh nhật của con? Quỳnh Chi không quên đâu, nhưng chắc nó bận. Mẹ anh Lương ốm, hôm qua con với nó vừa đến thăm. Bà cụ ốm nặng không con? Hôm qua thì chỉ cảm cúm thường thôi ạ. Chào bác ạ. Chúc mừng sinh nhật Lệ Chi. Chào bác ạ. Mừng sinh nhật. Mừng sinh nhật Lệ Chi. Chị này. Bác ạ. Hôm nay nhà đang có chuyện không vui. Ngày mai có phải lên giá treo cổ thì hôm nay chúng con cũng vẫn tổ chức sinh nhật cho Lệ Chi thật đàng hoàng à. Đúng đấy ạ. Mọi chuyện đã qua rồi, nhà mình phải ăn mừng mới đúng chứ bác. Bác cũng muốn vui lắm chứ, nhưng bác sợ hàng xóm dị nghị. Bác ơi, hay là bác tiếc không được làm thông gia với nhà bà Hà? Ăn với nói, đến yêu quá cũng phải thua chị. Bác mà có con trai á, bác không để cho nhà nào đón cô đâu. Sao bác không đẻ Lệ Chi là con trai? Nó mà là con trai, bác không cho đón, cháu cũng cứ về ở với nó. Dạ, mời bác ăn bánh á. Bác trai và em Ngân đi đâu hả bác? Bác trai đang chấm bài trên lớp, còn em Ngân đi học ngoại ngữ chừng 10 rưỡi nữa. Để con lên mời bác trai nhé. Nào tươi lên nhá, chị nào, chụp nào. Em một kiểu nhá. Chào các cháu, chào các cháu. Bác ngồi xuống đây ạ. Bác còn phải tranh thủ chấm cho xong tập bài mà. Không, bác phải ngồi lại đây với chúng cháu và Lệ Chi cho vui ạ. Hai bác ngồi sát thật tình cảm vào để cháu chụp cho này. Hai bác tươi nhá. Tớ là chủ tiệc, đáng lẽ tớ giành quyền nói những lời chúc mừng đầu tiên, nhưng nhường lại cho Bảo Trung. Mọi người có đồng ý không nào? Này, vì sao nào?
vì Bảo Trung đã lập công xuất sắc, cứu nàng công chúa Lệ Chi ra khỏi nanh vuốt mụ phù thủy, đồng thời đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy. Xem anh chị tung hứng với nhau, ăn ý chưa kìa. Này. Mẹ. Dạ. Nói gì thì nói đi, ấp à ấp úng mãi thế. Dạ. Con chào bố mẹ. Chào các bạn. Thưa bố mẹ, cho dù xảy ra chuyện gì thì trước bàn dân thiên hạ, Lệ Chi đã là vợ của con. Không có lý gì mà con lại không được phép chúc mừng sinh nhật vợ của mình. Lệ Chi, anh chúc mừng vợ yêu quý của anh nhân ngày sinh nhật lần thứ 25. Chúc em luôn tươi đẹp, ngát hương như những bông hồng này. Mẹ anh đã cho người đến đây đòi hối hôn, anh còn trơ trao phác mặt đến đây làm gì? Thưa bố, làm gì có chuyện hối hôn. Con đến chúc mừng sinh nhật vợ con, sao lại là chơi cháo? Cậu nên biết điều một chút. Lệ Chi không yêu cậu, sao cậu nỡ cố tình làm khổ cô ấy? Không, chính ông, ông mới là người làm khổ cô ấy. Ông đã bỏ cô ấy đi biển biệt 6 năm trời, còn tôi, không một ngày nào tôi rời xa cô ấy. Lệ Chi đã thuận lòng cho tôi cưới, chỉ tại ông trời sắp đặt ra cái tai nạn ấy mà tôi không kịp đón dâu. Ông, chính ông mới là người phá hoại hạnh phúc của tôi. Thôi nào, Hoa. Ông là đồ con lừa. Ông biết Lệ Chi yêu tôi mà vẫn cố tình lừa phỉnh, như vậy mà dám nhìn mặt bạn bè à? Ông cướp vợ của tôi thì ông là đồ con gì? Ông còn nghĩ đến tình bạn bè không? Hả? Thôi nào, Hoa. Các người có thôi đi không? Anh Hoàng, thôi đi. Nếu không, tôi chết trước mặt các người đây này. Trời ơi, các người yêu tôi mà như thế này à? Ông kìa, Chi. Không. Dạ chào các bác ạ. Ông bà Hà có nhà không chị? Dạ, ông bà cháu ở trên nhà. Chị nói giúp, có bác tổ trưởng dân phố tới chưa? Dạ, mời các bác vào ạ. Thưa bà, có khách ạ. Khách nào thế? Dạ, bác tổ trưởng dân phố ạ. Ông ta đến đây làm gì nhỉ? Dạ, cháu không biết ạ. Để tôi. Sao ông đến mà lại không báo trước nhỉ? Chào ông bà. Tôi định sang thì ông bà tới. Chị Nhu. Dạ. Pha nước mời khách rồi mời ông xuống ngay. Vâng ạ. Bác tổ trưởng dân phố ạ. Chào bác. Bác có việc đến chơi hay là bác sang cùng với ông bà thông gia chúng tôi? Tôi... Dạ. Bà cứ tiếp khách. Dạ. Tôi sẽ gặp ông nhà một lát ạ. Thế ạ. Dạ, để mời ông bà xin nước ạ. Dạ vâng. Dạ mời bà. Cảm ơn. Mời bác ạ. Dạ. Mời ông ạ. Cảm ơn bà. Cháu uống nước đi. Vâng ạ. Chào hai bác. Chào ông. Chào bác Khanh. Chào bác. Chào bác. Dạ. Chào bác. Dạ. Thưa ông bà, thể theo yêu cầu của ông bà trong bản thỏa thuận hối hôn mà ông bà yêu cầu chúng tôi ký tên, hôm nay chúng tôi mời bác Khanh tổ trưởng dân phố cùng với cháu Quỳnh Chi là bạn của cháu Lệ Chi và cháu Hoàng tới đây cùng chứng kiến. Xin ông bà đưa bản thỏa thuận ra để chúng tôi bồi hoàn theo yêu cầu của ông bà. Hối hôn á? Làm gì có chuyện đó ạ? Ông, hay là ông đã làm việc ấy? Tôi có biết cái gì đâu. Ông bà nói là ông bà đã ký vào bản thỏa thuận ấy. Vậy ông bà có mang nó sang đây không ạ? Dạ, chúng tôi vẫn chưa nhận được ạ. Người của ông bà có bắt chúng tôi ký vào một bản, bảo sẽ đưa đi photo rồi gửi cho chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được ạ. Các bác thấy đấy, làm gì có chuyện hối hôn. Chắc là có sự hiểu lầm nào đấy, hay là có kẻ cố tình phá hoại mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Việc hôn nhân của hai cháu có nhiều điều trục trặc, làm cho hai gia đình có những điều phiền muộn.
Nhưng chúng tôi đã quyết không thay đổi. Mong ông bà thông cảm. Này ông, có phải ông đã đưa cho chúng nó tiền không? Làm sao mà chúng nó có thể xoay được một món tiền lớn nhanh như vậy? Tôi đâu có biết việc đòi hối hôn của bà. Ông không che nổi mắt tôi đâu. Tôi nghe đâu như thằng Trung đã bán hết đồ đạc để lo thu xếp đấy. Được, đúng như vậy thì càng tốt. Mũi tên của ta lại trúng thêm một đích nữa. Đã đến nước này rồi, sao bà không chấp nhận hối hôn cho yên chuyện? Người ta đã bồi hoàn cho mình. Tôi không cần tiền của chúng nó, mà tôi cũng không chịu yên, ông hiểu chưa? Tôi sẽ làm cho chúng nó điêu đứng, sống không ra sống, chết không được chết, để xứng đáng với việc nó đã hạ nhục chúng ta. Thế bà không thương thằng Hoàng à? Hay là bà vẫn coi con Chi là dâu con nhà mình? Dâu con á? Được, tôi sẽ đón rước nó về. Đằng nào tôi cũng mất tiền cưới treo rồi. Đằng nào thì thằng Hoàng cũng mang tiếng có một đời vợ rồi. Nó ham muốn con Chi, cho nó thỏa mãn rồi bỏ. Trời ơi, sao bà suy nghĩ độc ác như thế? Tôi xin bà hãy để phúc lại cho con. Ông cứ giữ cho tròn quả phúc của ông. Ông có nghĩ gì đến con đâu. Đó là sự đền bù thỏa đáng cho những đau khổ mà thằng bé phải chịu. Ông hiểu chưa? Tất cả là lỗi tại tôi. Vì tôi mà chồng con khổ. Trời ơi, sao không cho tôi chết đi mà lại bắt tôi lâm vào cảnh này? Có gì hệ trọng đâu mà bà phải lo lắng đến như vậy. Mà bà cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Vì gia đình, vì trách nhiệm với các con cái, bà đã làm tất cả với lương tâm của một người mẹ. Con ông nội thì sự việc cũng đã rồi, bây giờ phải tìm cách mà gỡ rối. Tôi xin bà đừng lo buồn thái quá. Bà mà gục xuống bây giờ thì tôi và các con biết xoay sở ra sao. Xưa nay bà vẫn là chỗ dựa của bố con tôi đấy thôi. Thôi, bà chịu khó nghỉ đi một chút. Hai ngày hôm nay bà chả chịu ăn ngủ gì cả. Tôi chỉ muốn chết đi cho nó rảnh chuyện, chứ nói gì đến ăn với ngủ. Bà cứ yên tâm, sự việc chưa phải là hoàn toàn bế tắc đâu. Cũng may thằng Hoàng với con Chi chưa đăng ký kết hôn. Về mặt pháp luật chúng tôi chưa phải là vợ chồng, đám cưới chẳng có giá trị gì cả. Sao? Trước hôm cưới chúng nó đi đăng ký rồi cơ mà. Đúng là hôm thứ năm trước chúng nó có đưa nhau ra ủy ban đăng ký thật. Nhưng đông quá, chờ lâu sốt ruột. Thế là thằng Hoàng dẫn con Chi đi mua sắm và bảo là cưới xong tuần sau đi đăng ký cũng được. Thế sao con Chi không nói gì cả? Cũng tại tôi với bà không hỏi nó. Mà bà biết đấy, con Chi nhà mình có tha thiết gì với đám cưới này đâu. Nó bất đắc dĩ phải chiều theo ý tôi với bà thôi. Thế rồi việc nọ việc kia cứ cuống lên, chẳng ai nghĩ đến chi tiết ấy. Hôm qua gặp bác Khanh chủ tịch phường nó mới nói ra. Nhưng nhà họ ỷ thế tổ chức đám cưới rồi, cứ đòi đón thì sao? Thì mình kiên quyết từ chối, chịu tính thất hứa cũng được. Tất nhiên cái bà này sẽ rêu rao chuyện mình khắp thiên hạ cho mà xem. Nhưng mà chả ai lạ gì bà ta. Bà nghĩ thế nào? Còn nghĩ thế nào nữa? Trông mặt bà ấy mà ghê. Bà ấy muốn bắt con Chi về để hành hạ cho bõ tức đấy mà. Tôi rất mừng vì bà đã nhận ra điều ấy. Thôi, bây giờ bà đi ngủ đi. Hay là bà có đói, để tôi gọi con Ngân bảo nó hâm lại cho bà bát cháo. Thôi, khuya rồi, để con nó ngủ. Với lại tôi cũng chẳng thấy đói. Tôi vào phòng đây. Con chào bác ạ. Cháu. Lệ Chi đâu hả bác? Lệ Chi đang cho bác gái ăn cháo. Ôi, bác gái chịu ăn rồi ạ? Bác phải làm công tác tư tưởng. Bác gái bình tĩnh lại rồi. Thế thì tốt rồi. Con chào bác ạ. Chào cháu. Chi à? Đợi mình tí nhá. Ừ. Sáng hôm qua, chúng cháu định rủ Lệ Chi đi dự kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Nó ngại chuyện ầm ĩ vừa rồi, với lại bác gái ốm, nên không đi. Chứ nếu đi thì tốt quá,
Chúng cháu gặp mấy bạn cùng lớp, hiện công tác tại các đài báo. Các bạn ấy bảo nếu Lệ Chi đồng ý đưa ra công luận thì bà Hà dù con là tiểu yêu cũng không dám gây sự. Bác nghĩ cứ từ từ, chẳng nên tự mình gây ầm ĩ trước để họ có cớ trách mình. Vâng, là cháu nói vậy để hai bác yên lòng. Công luận đứng về phía mình. Ông Thanh ơi, có thư ạ. Cô xin. Thư của ai đấy? Của Hoàng gửi cho Lệ Chi ạ. Xe đi, chẳng còn gì mà thư từ cả. Bố cứ bình tĩnh, xem anh ấy nói gì nào. Nó nói gì vậy? Anh ấy xin gặp con bố ạ. Thế ý con thế nào? Bố thấy chẳng còn gì để nói với nhau nữa thì gặp nhau để làm cái gì? Con thấy cần gặp Hoàng lần cuối bố ạ. Dù sao con cũng có lỗi với anh ấy. Phải cảnh giác con ạ. Không thể lơ hết những thủ đoạn của mẹ con nhà ấy đâu. Hay là bọn mình vào bảo Trung bí mật đi theo bảo vệ? Có lẽ nên thế cho yên tâm. Không cần đâu bố ạ. Con hiểu Hoàng. Hoàng luôn tôn trọng con. Chính vì thế con mới mềm lòng. Đừng chủ quan. Thứ nhất, trước đây Hoàng hy vọng con biết giờ thì không. Thứ hai, biết đâu đây lại là cái bẫy do bà Hà sắp đặt. Không đâu, cứ yên tâm. Cậu không hiểu Hoàng bằng mình đâu. Vâng, ai chả biết.